Rồi, bắt đầu tiếp tục phần strength để cải thiện khả năng ổn định cơ bắp và sức chịu đựng. Thì ở đây số rep cũng tương đối là cao, không có quá thấp. Để cho ví dụ coi ở đây, cũng phần core đi ha, phần core. Đối với phần core, chúng ta tập 2 đến 3 set 8 đến 12, 8 12 rep. Strength endurance này thì lúc này phần core nó sẽ là những bài như sit up hoặc là Superman, chuyển động nhỏ ở trong cái phần trục cột sống, tempo vừa phải, minimum, thời gian nghỉ khoảng 1 phút, rồi tập luyện cũng 2 đến 4 lần một tuần và thời gian khoảng 4 tuần, 1 đến 3 bài tập core. Và tương tự các số liệu kia ở dưới này chúng ta có thể coi trong bảng này ha. Và giống như hồi nãy thì ở đây SAQ là một cái option tùy thuộc vào mục tiêu mà chúng ta có tập hay không tập, chứ không bắt buộc. Strength endurance họ cũng có SMR, cũng có active stress. Lúc này không có static stress mà active stress. Rồi thời gian stretching đây 30 giây mỗi điểm, rồi 10 rep cho mỗi động tác stretching. Rồi đối với bài phần core họ tập ball crunch là gập bụng trên quả bóng, reverse crunch là nhấc chân, hoặc là bài balance là single leg squat, jump. Rồi tương tự phần resistance, set thường là 2 set 12 rep, ngưỡng rep cao và số rep trung bình. À, ngưỡng rep cao. Các bạn thấy ở phần resistance training này, đối với họ chia theo từng phần cơ thể, ví dụ như phần ngực, họ dùng hai bài. Một bài bench press bằng bài push up. Bài bench press 12 rep xong superset liền cái bài push up 12 rep luôn. Để cho cơ thể nó sau một cái mức tạ nặng thì cái cơ thể mình nó sẽ nhẹ hơn so với mức tạ vừa rồi. Nhưng để tiếp tục tập luyện cho nó phát triển cái sự bền vững của sợi cơ, tiếp tục hoạt động. Cái ý tưởng nó là như vậy. Rồi tương tự phần ngực cũng vậy. Phần ngực họ tập ngồi kéo cáp, xong rồi sau đó chuyển qua đặt người trên trái banh stabilization ball, xong rồi kéo bằng dumbbell. Đó, đó là ý tưởng để tập luyện endurance, strength endurance, superset. Rồi hypertrophy. Mục đích chính của hypertrophy là phát triển kích thước cơ, nên nó sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của người tập. Nếu chúng ta không muốn quá bự về cái size ấy, thì chúng ta không cần tập cái kiểu hypertrophy. Còn nếu mình ai thích tập cho nhìn bự chỗ này chỗ kia lên thì mình tập cái phần đó, cái bài đó liên quan theo cái ngưỡng rep và ngưỡng set như thế này. Rồi để ở đây chúng ta như mỗi cái phase hồi vừa rồi á, nó sẽ dao động khoảng 4 tuần, 4 đến 6 tuần. Thì kết thúc 4 đến 6 tuần mình cứ qua cái phase tiếp theo. Và đối với cái phase hypertrophy này, nếu chúng ta mục đích chính là tăng cơ giảm mỡ chẳng hạn, hoặc là to mông giảm bụng đó, thì chúng ta sau khi thực hiện đến phase thứ ba hypertrophy này, chúng ta có hai lựa chọn. Một á, là tăng tiếp lên cái phase 4 hoặc 5 là phát triển về maximum strength, hoặc là chúng ta quay ngược lại để khắc phục điểm yếu bằng phase 1 phase 2. Cứ 4 tuần xong quay ngược lại phase 1 2 để cho cơ thể nó recovery. Ở đây người ta dùng 1 hoặc 2, tức là mình đã trải qua phase 1 hoặc 2 rồi. Có những cái mình cần về phase 1. Ví dụ như mình thì là gối không ổn định thì mình sẽ quay lại phần gối cho phase 1, nhưng mà đối với ví dụ cơ ngực mình đẩy ngực ok thì mình tiếp tục giữ ở phần phase 2, mình tăng số rep lên chứ mình không có quay lại phase 1 để tập stabilize nữa. Đó thì tùy coi là mục tiêu như thế nào. Hoặc hoặc đơn giản là mình tạo thêm cái khác biệt cho cái quá trình tập. Ví dụ trước giờ mình tập 1 2 3. Bây giờ mình muốn thử tạo kích thích mới cho cơ thể mình tập, có thể 3 lên 4 xong quay ngược lại 1 2 chẳng hạn, hoặc là thỉnh thoảng mình chèn vào 4 tuần tập
phase 5 hoặc là 2 tuần phase 5. Hoặc là chúng ta có thể kết hợp nhiều thứ đó, nhiều cái phase trong một tháng tập đó luôn. À, đối với người tập lâu năm á, thì cần nhiều cái yếu tố khác nhau để kích thích quá trình tập của họ. Thì lúc này cơ thể mới liên tục nhận được những kích thích mới và thích nghi theo, adapt theo. Rồi, tương tự dùng cái bảng này cho phần hypertrophy. Hypertrophy ở đây, phần core 8-12, tương tự như strength endurance. Thực hiện 3-6 buổi một tuần. 3-6 buổi một tuần. Nếu 3 buổi thì chúng ta có thể tập như thế nào? 3 buổi với hypertrophy. Ai có kinh nghiệm? Ở đây bạn Tuấn là có kinh nghiệm tập hypertrophy nhất. Và bạn Tuấn không có nói được. Không có nói bằng mic ở đây được. Ly, nếu mà tập 3 buổi hypertrophy thì mình tập sao? Theo em. Theo em, với cá nhân em thì em hay chia theo kiểu như là mỗi ngày em tập một bộ phận ấy, giống như là cái coaching mà nó có viết ở trên ấy ạ. Và em cũng thấy là thường là mọi người sẽ tập như thế ạ. Thì okay. Ví dụ như là nếu mà em tập được nhiều, vì em là con gái thì em sẽ thiên về thân dưới nhiều hơn, khoảng độ từ 3 buổi thân dưới, 2 buổi hoặc là 1 buổi thân trên gì đó, còn lại là em cardio. Ok, vậy cũng được. 3 buổi thì cũng có thể tập như vậy. Thân dưới, thân trên, full body, hoặc là 2 buổi dưới, 1 buổi trên, rồi cardio, chẳng hạn vậy. Hoặc là có thể tập một buổi kéo, buổi đẩy, buổi thân dưới. Trong buổi kéo đẩy đó thì cũng có liên quan đến thân trên, thân dưới kết hợp, full body, total body. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vào intent, vào volume và vào cách mình chọn lựa bài tập nữa. Đó, thì ở đây người ta đề nghị 3-6 tuần, 3-6 buổi một tuần. Còn ví dụ mấy bạn hồi xưa, mấy bạn hồi trước mình cũng tập gì? 6 buổi một tuần mà kiểu chia từng phần cơ thể ra tập, giống như là buổi ngực, buổi chân, buổi lưng đó, mỗi ngày là một nhóm cơ khác nhau, thì có thể tập 6 buổi một tuần. Đây, 3-6 buổi một tuần đó. Thì khi mà tập mà 6 buổi một tuần vậy thì cái volume phải rất là cao, tức là một nhóm cơ mà tập có khi 6-7 bài, 8 bài chẳng hạn, và số rep cũng cao, 3 set 12 rep, 10-12 rep chẳng hạn. Thì đó là volume cao. Mà volume cao thì khối lượng không có quá nặng, vừa phải. Rồi. Đó là phase số 3. Phase số 3 phát triển kích thước cơ, phì đại cơ. Phase số 4. Phase số 4 mục tiêu kích hoạt hệ thần kinh cơ. Rồi khả năng phát lực và khả năng đồng bộ hóa của các cái motor unit đó. Nên không có ai mà dùng, nên sẽ không có chuyện là nâng nặng mà bị bự. Cái đó là không có đúng. Hồi xưa cái câu hay nghe nhất trong phòng tập là thôi không dám nâng nặng, sợ bị bự. Có ai hay nghe câu đó không? Mấy bạn đi kèm rồi nè, có ai từng nghe? Chị em phụ nữ là sợ cái này, kiểu như là họ bị vai to quá nha. Đó, họ sợ là tập tạ với tạ nặng thì sẽ bị bự. Nhưng ở đây chúng ta đã biết là với số rep, với volume nào thì nó mới bự, còn với volume nào thì nó không bự, đúng không? Thì bây giờ ví dụ đối với phần vai, ví dụ người nữ đi, phần vai, phần bắp chân chẳng hạn, họ không muốn bự, thì mình để những bài tập đó ở cái phase 1, 2 thôi, cho stabilize để tập ổn định khớp vai, ổn định cổ chân, đầu gối chẳng hạn, chứ mục tiêu không phải là phì đại. Thì nó sẽ không có kích thích để cho phát triển cơ to quá mức. Hoặc là có thể tập những bài tập lớn, squat deadlift vẫn được. Squat deadlift vẫn được, tại vì nó là những bài tập compound, nó đốt nhiều calo, thì giúp họ giảm được cân nặng, giảm mỡ tốt. Bên cạnh đó phát triển về cơ bắp, về sức mạnh. Và nó có là một cái lợi thế là nó sẽ không làm cơ quá bự, tức là nó cũng sẽ thích nghi theo, nó cũng sẽ có tăng
Có thể là gọi là hơi bự một xíu, nhưng sẽ không bự bằng kiểu mà mình tập số rep cao 10, 12 rep. Tại vì ở đây người ta phát triển chính là khả năng kích hoạt thần kinh và motor unit. Nên nói chung là cứ tập nặng đúng cách thì không có bự. Có khi càng tập nặng càng ốm, tại vì calo đốt càng ngày càng nhiều mà không nạp đủ, cộng với chế độ ăn kiêng là càng ngày càng ốm, càng ngày càng teo tóp lại, không còn gì kiểu vậy. Rồi, ở đây tập luyện maximal strength. Maximal strength họ hướng đến chính là tập về resistance, nên những cái mục còn lại họ đều đánh sao hết, đánh dấu sao hết. Tại vì trong lúc mình squat, trong lúc mình deadlift hoặc là bench press chẳng hạn thì đã có kết hợp core trong đó rồi. Và phải có khả năng thăng bằng này kia nọ hết thì mới thực hiện động tác đúng kỹ thuật với khối lượng lớn được. Thì lúc này tập trung vào phần flexibility để cải thiện ROM, ROM tập luyện và cái resistance, resistance training để cải thiện cái intent, ha. Số rep rất là thấp, 1 đến 5 thôi. Và số set khoảng 4 đến 6. Một số chương trình khác thì bắt đầu người ta mới đi sâu vào các loại strength khác nhau nữa, thì mới có loại là lên đến 8 set, 10 set, hoặc là 1 rep, 2 rep, 3 rep và 8 set, 10 set. Đó. Đây là cách chia các chỉ số, các biến số cho phase số 4. Rồi, tiếp theo, phase số 5. Thì ở đây phase số 5 hầu hết là dành cho vận động viên hoặc là ai có chơi thể thao á, họ muốn cải thiện về performance á, thì nó mới thấy rõ được cái lợi ích của nó. Còn đối với người tập bình thường á, tại họ không có ứng dụng được cái power này trong cái cuộc sống hàng ngày nhiều, nên họ cảm thấy nó không có cần thiết. Nên mình sẽ ít khi nào đưa cái power này trong đối với người tập bình thường, trong chương trình tập của người bình thường. Đây người ta cũng nói power training nè không có phổ biến ở trong môi trường fitness. Nhưng nếu mà có mục đích, giống như là ai có một mục tiêu tập luyện gì đó thì cũng có thể add nó vô. Mà nếu bây giờ đối với mình, nếu mình đã hiểu về power thì power nó phát triển gì? Phát triển cũng hệ thần kinh, kích hoạt motor unit và bên cạnh đó còn có tốc độ kích hoạt nữa. Thì nếu mình hứng thú, mình muốn tập về cái đó thì mình có thể đưa vào tập luôn cũng được. Một số buổi về power để cải thiện khả năng thần kinh cơ. Đó. Rồi. Với cái power này thì có hai cách chọn. Nếu mà heavy load tức là khối lượng nặng thì dao động từ 85 đến 100%. Còn nếu mà khối lượng nhẹ thì là khoảng 30 45% và tốc độ cao của bài tập. Ví dụ như hồi nãy mình có nói về việc đánh boxing á. Đánh boxing tập power để làm gì? Tại vì cái người tập boxing á cần khả năng phản xạ. À là họ sẽ phải tập cái gì? Họ phải tập về resistance nè, để cho xương khớp chắc khỏe nè, để cho khả năng ổn định xương khớp nè, đối với người boxing ha. Họ phải có được cardio. Tại sao? Bởi vì như nãy bạn Đức có nói, mấy người đánh boxing á phải đánh 15 set 3 phút. 15 set 3 phút thì thời gian kéo rất là dài, cần cái sức bền. Và họ phải tập phản xạ, plyometric SAQ. Rồi họ phải tập power bùng nổ. Đó, rất là nhiều yếu tố trong đó. Thì lúc này mình sẽ dùng những cái gì? Dùng những cái resistance band hoặc là medicine ball. Thì medicine ball nó sẽ dao động khoảng từ 4 cho đến khoảng 12 kg một quả. Thì so với trọng lượng cơ thể của mình nó sẽ dao động như này, khoảng từ có thể 5%, 10% cho đến khoảng 30 45% cái trọng lượng cơ thể của mình, thì nó phù hợp để tập luyện power và tốc độ. Bên cạnh đó power nó còn có tốc độ, thì đối với người đánh boxing họ cần khả năng đánh nhanh và đánh mạnh. Mà ở đây có ai học võ chưa ta? Có ai học võ không? Trong này có bạn Nhật tập boxing mà nay chắc bạn không có học. Duyên có học võ không Duyên? Có người học võ nha. Ai? Hiền hả? Hiền học võ hả? Quân Quân Quân. học võ. À, Quân học võ, ok. Thì trong bộ môn mấy môn combat á, có một cái người ta hay nói là nhất cự ly nhì tốc độ.
thì đứng giống như cự ly, mình đánh nhanh đánh mạnh thì không cần biết, mà mình đứng, mình đứng mà đánh không trúng người ta thì không có tác dụng gì cả, đúng không? Và thứ hai á, tốc độ là yếu tố thứ hai. Bây giờ mình đánh mạnh mà bây giờ mình đánh không đủ nhanh thì chúng ta không thể đánh được người kia. À, gọi sao ta, không thể gọi là đánh và làm yếu đi người kia được. Và cái tại vì trên cơ thể chúng ta có những điểm không cần tác động lực quá mạnh lên, một lực khoảng 3 đến 5 kg là đã có thể knock out được, nên chúng ta không thật sự phải dùng quá nhiều lực, mà chúng ta phải kết hợp power ở đây là tốc độ vừa, sức mạnh vừa phải và tốc độ nhanh đó. Thì với cái khối lượng mà medicine ball chẳng hạn hoặc là resistance band á, cùng với cái phương ném của họ như vậy thì sẽ tăng được khả năng phát lực và trong thời gian ngắn. Để mở một cái video về tập boxing của cái ông Phil Daru, thì ở đây anh này, ông này ông hướng dẫn cho cái bạn Dustin hồi nãy tập power punch. Đây là một kênh khá hay về strength and condition, các bạn có thể coi và tham khảo. Ở đây thì đặt ông này thiết kế các bài tập cho chủ yếu là vận động viên combat, boxing, MMA hoặc là những môn như judo chẳng hạn. Bên cạnh đó còn những môn có cần sức mạnh như là bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chuyền đều có thể tập luyện strength condition ở đây hết. Ở đây band, ball, medicine ball, rất là nhiều video. Đây, ví dụ bài tập này với medicine ball. Medicine ball. Đây là cách hướng dẫn khi dùng lực hông để phát lực. Dùng lực hông để phát lực. Thật sự khi đánh boxing, chúng ta không đánh bằng tay hoặc lưng nhiều, chúng ta phát lực từ dưới bàn chân lên tới hông thông qua phần core để tạo nên năng lượng và phát ra bằng cánh tay, bàn tay. Đó. Thì đây là cách phát lực bằng hông. Thì bên cạnh những bài như thế này, còn có những bài ném ngang chẳng hạn. Có những bài ném ngang với bóng thì đây mới là cái phương mà chúng ta đánh ra đúng cái động tác của boxing là đấm chứ không phải. Nên hồi nãy mình mới nói là cái việc mà cầm cầm tạ đơn đấm á, nó không đúng cái phương phát lực tại vì nó là phương dọc. Thì khi đánh mà với khối lượng nhẹ thì ok, không vấn đề gì, nó quá nhẹ giống giống như cardio thôi. Nhưng để phát mà thì nếu mà quá nhẹ nó lại không tăng được power, đúng không? Nó lại không tăng được power đủ để kích thích phát triển power và strength. Thì phải tăng dần khối lượng lên, mà để có phương ngang như vậy thì chúng ta phải dùng medicine ball hoặc là những cái loại soft ball, chứ mình không thể dùng cái tạ đơn mà tăng càng ngày càng nặng được. Tại vì tăng tạ đơn càng ngày càng nặng, đến một ngày nó sẽ gỉ cái tay xuống và nó bị lật cái vai phía sau. Ha, đó là lưu ý. Cái này hơi thiên về tập luyện chuyên nghiệp cho thể thao rồi. Chỉ nói sơ để các bạn hiểu thôi. Rồi, power training. Power training ở đây những cái phase cũng có thể bỏ qua các phase, các bài tập về core balance plyometric mà tập trung vào resistance nhiều hơn. Resistance training cũng có thể tập core. Ở đây những cái sau này là optional, là lựa các bạn có muốn tập thì tập chứ không có bắt buộc là bỏ bỏ ra hoặc là bỏ vô gì ha. Ai cảm thấy yếu core thì tập core, hoặc là yếu về khả năng thăng bằng thì có thể tập, hoặc là cần cảm thấy cải thiện tốc độ thì có thể bỏ vô tập. Chứ không phải là ai cũng nên tập hoặc là ai cũng nên bỏ, tùy theo mục tiêu mỗi người. Đó. Rồi, đây là power. À, cái power, nói một xíu về cái power này, chúng ta cũng nhìn ở cái phần resistance training này, nó cũng có superset. Nhưng mà superset này á, nó khác với superset của cái endurance. Endurance hồi nãy á, là vì mục tiêu là phát triển cái sức chịu đựng trong thời gian tăng thêm, kéo dài thêm. Còn đây là khả năng phát lực. Ví dụ họ sẽ dùng cái gì?
họ sẽ dùng bench press nè, ví dụ cơ ngực ha. Đối với người tập boxing chẳng hạn đi, bench press họ đẩy 5 cái với khối lượng nặng, nặng để kích thích strength ha. Sau đó họ đi superset liền với một bài machine ball chest press để làm gì? Để kích hoạt motor unit một lần nữa mà ở tốc độ nhanh hơn. Được chưa? Kích hoạt tốc độ nhanh hơn. Thì ở đây superset nó sẽ khác với lại cái superset của endurance training. Ha, chúng ta phân biệt một xíu ở đây. Ủa có nói gì không mà sao không nghe gì hết ta? Bác ơi, alo, không nghe gì hết. Alo, nghe chưa mọi người? Mới bị rớt mạng. Rồi. À, mọi okay người rồi nha. Mọi người nghe được tới khúc nào rồi? Alo, mọi người nghe được tới đoạn nào? Superset, ok. Nói lại cái điểm khác biệt. Ok. Superset áp dụng cho power và endurance. Endurance thì mục tiêu là để cho cái phần cơ bắp đó có thể chịu đựng được trong thời gian dài hơn bằng hai bài tập cùng một nhóm cơ, hoặc là cơ đối xứng gì cũng được. Mục tiêu lúc này là tăng sức chịu đựng trong thời gian kéo dài. Còn superset ở phase power là sau một bài tập nặng để kích thích hệ thần kinh kháng lực với khối lượng lớn. Ở đây có thể thấy là chỉ có 5 rep thôi, là mức tạ chúng ta thực hiện 5 rep. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tới một bài medicine ball chest press, là giống cái bài hồi nãy trong video đó, là ném banh vào tường. Đó là để làm gì? Để kích hoạt hệ thần kinh cơ phát lực nhanh hơn ha. Vì đây là mục tiêu là power đó, thì cái superset của power nó hơi khác so với endurance, tùy mục tiêu mà chúng ta kết hợp bài tập cho nó phù hợp. Ok. Rồi. High volume phase bar stress. Rồi ứng dụng. Rồi ứng dụng cái mô hình OPT này vào từng mục tiêu cụ thể như thế nào? Với mục tiêu là giảm mỡ. Giảm mỡ thì tụ chung lại là calo in bé hơn calo out. Thì bên cạnh cái việc ăn uống là mình kiểm soát calo in đưa nó xuống, thì bên calo out á, làm sao đẩy nó càng đẩy cho bài tập càng khó, càng dùng hệ thần kinh nhiều hơn, hoặc là kích hoạt nhiều nhóm cơ hơn để giải phóng nhiều calo hơn, thì đó là mục tiêu của fast reduction. Và thậm chí chúng ta tập hypertrophy ở đây cũng có nói, khối lượng cơ nạc càng nhiều thì chúng ta sẽ đốt càng nhiều calo trong xuyên suốt một ngày. Đó là lý do chúng ta không nên tập, nói sao ta, tập thật ra là tập cardio thuần, cardio gọi là marathon đó, những cái môn như sức bền đó, thì đúng là nó sẽ đốt chất béo, nhưng mà nó sẽ không có lợi ích về việc cải thiện chỉ số cơ thể, body composition. Mà chúng ta nếu muốn có một cái body nó nhìn có vòng này vòng kia thì chúng ta nên tập từ ngưỡng phát triển kích thước cho đến sức mạnh, hoặc là đến power, để cho mình vừa có cái performance tốt và bên cạnh đó mình có một cái body nó đẹp vậy đó. Như hôm trước, về những cái bài trước mình cũng có nói về epoch đó, thì epoch nó sẽ giúp chúng ta đốt calo liên tục trong xuyên suốt một ngày, bên cạnh đó tăng cơ bắp và đốt calo ngoài buổi tập. Còn cái việc tập marathon, tập cái việc thuần về cardio á, thuần về aerobic á, nói đúng hơn là aerobic á, thì nó chỉ đốt trong lúc chúng ta tập thôi. Sau khi chúng ta ngừng 15 đến khoảng 30 phút thì bắt đầu sẽ dừng quá trình đó, tại vì cơ thể đã trở về cái ngưỡng cân bằng rồi. Ha. Rồi ở đây, ví dụ annual plan cho một
cho mục tiêu là body fat, giảm fat. Ở đây chúng ta có thể thấy là giảm fat họ không có làm gì khó khăn hết, họ chỉ cứ tập stabilize với endurance hai phase này thôi, 1 2 1 2 1 2, lên xuống cộng với cải thiện cardio, rất là đơn giản, không có tăng, không cần tăng cơ lớn hay tăng sức mạnh hết, thì chỉ tập 1 2 1 2, và lúc này những bài tập sẽ gần với nhau, thời gian nghỉ ít, giống như circuit training đó, để cho phát triển được sức bền cơ bắp, cơ không quá to, người bình thường tập cho khỏe, giảm cân như thế kia đó. Rồi nếu như khách hàng có nhu cầu tập luyện hypertrophy, nếu như bên cạnh nhu cầu giảm cân mà muốn phát triển cơ thì có thể đưa thêm cách tập hypertrophy vô kế hoạch tập, và tập luyện cardio cũng là một phần để mà đốt thêm năng lượng và cải thiện sức khỏe tim mạch. Cardio là một phần trong quá trình tập của chúng ta, có thể gộp chung vào một buổi, hoặc là chúng ta có thể vào những buổi không tập với kháng lực thì chúng ta có thể tập cardio cũng được. Đó. Tùy theo sở thích, tùy theo thời gian, mọi thứ. Rồi, cái ở trên này là kế hoạch 1 năm. Kế hoạch 1 năm của người này tập cứ 4 tuần là đổi lên phase khác hoặc là giảm xuống ha. 4 tuần giảm lần, tăng lần. Còn kế hoạch 1 tháng thì trong 1 tháng này họ sẽ tập như thế nào? Tập tuần 3 buổi. Không cần tập nhiều, tập tuần 3 buổi thôi. Tuần 3 buổi. Đây. Tuần 3 buổi cách nhau. Rồi, ở đây bảng số 14.6 là tập cho phase 1. Bảng 14.7 là phase 2. Tương tự trên cái ở phía trên á, tháng đầu tiên họ tập ở phase 1, tháng thứ 2 họ tập phase 2. Nhưng số buổi y chang nhau, không có gì khác hết. Đó. Rồi, đó là tập luyện cho người muốn giảm béo. Nếu bên cạnh đó muốn tăng cơ thì có thể add thêm vô. Với tập luyện để tăng cơ hypertrophy nè, lean body mass lên nè, thì chúng ta sẽ tăng volume lên. Tăng volume bằng cách tăng thêm set, thêm rep và intent. Intent này ở là không quá nặng á, ở mức nặng vừa phải. Rồi để tăng kích thước cơ và body lean body mass lên. Thì ở đây yêu cầu phase 1, phase 2 phải hoàn thành, để nó là cái phần quan trọng. Phần quan trọng cho các mô liên kết và cho cơ thể chuẩn bị đối với mức tạ lớn ha. Thì ở đây khi họ chia chương trình tập theo, đây là kế hoạch 1 năm nè. Cứ 4 tuần lên một lần, 4 tuần tăng một lần, lên cái phase tiếp theo cho đến phase số 3. Ở đây có thể kết hợp phase số 4 luôn, phase số 4 strength. Như hồi nãy mình cũng có nói kế hoạch tập của mình á, thì nó luân phiên giữa hypertrophy với strength, để tăng body mass và tăng cái strength. Tăng cái strength lên để chúng ta có thể nâng được tạ nặng hơn, và nâng được tạ nặng hơn thì cũng có nghĩa calo đốt nhiều hơn. Calo đốt nhiều hơn thì giảm mỡ nhiều hơn. Mà để nâng được tạ nặng hơn, đốt nhiều calo hơn như vậy thì mình phải tăng được khối lượng cơ. À, hai cái đó nó liên quan đến nhau. Tăng khối lượng cơ đến một mức ổn định, mình sẽ giữ khối lượng cơ đó và tiếp tục tăng sức mạnh. Đó. Thì đây là kế hoạch tập cho người muốn tập hypertrophy, có kết hợp một tháng strength và những cái tháng còn lại thì tập hypertrophy bình thường. Thì tập luyện chia theo từng tháng, ví dụ tháng thứ nhất phase 1 đây y như trên kia đối với người giảm cân thôi. Phase 2 tập strength, đây phase 2 strength, và phase 3 ở đây là hypertrophy. Phase 3 tập 2 buổi nghỉ 1 buổi. Cứ tập 2 buổi nghỉ 1 buổi, tuần tập được 4 ngày. Và phase số 4 đây cũng 2 buổi nghỉ 1 buổi. 2 buổi 1 buổi. Đó, thì đây là những cái thông số, những cái lựa chọn để chúng ta có chiến lược để lên kế hoạch tập cho bản thân hoặc là cho khách hàng gì đó cho phù hợp. Maximal strength. Rồi, ở đây người ta lưu ý cái gì đây? Trong tháng 3, phase 1, 2, 1, 2. À, trong tháng thứ 3,
Tức là nếu cái người tập đó không có nhu cầu phát triển cái strength này á, thì có thể quay ngược lại, tập lại 1, 2, 1, 2, 3 thôi, không cần nhất thiết phải lên strength. Rồi tiếp theo là để phát triển cho performance. À, phát triển performance. À, những cái bạn, mấy bạn mà có tài liệu rồi ha, nhớ lưu ý cái phần chú thích của những cái khung này. Những cái khung này, cái bảng này đang là cho cái mục tiêu hypertrophy ha. Mặc dù nó đang nằm ở dưới cái chỗ mà phát triển cho năng lực thể thao, nhưng mà nó đang thuộc cái phase phía trên ha. Còn bây giờ mới đến cái chỗ mà performance, phát triển dành cho các cái môn thể thao cụ thể, thì nó là những cái bảng dưới này. Nó khác ha. Những cái bảng dưới này, những bảng dưới này mới giải thích cho cái câu màu vàng đây. Trong tháng thứ 3, trong tháng thứ 3 thì kết hợp cả strength và power chung với nhau. Đây là kế hoạch 1 năm. Kế hoạch 1 năm thì họ tập gì? Tháng 1 là phase 1, tháng 2 phase 2, tháng 3 họ tập phase 1 với phase 2 cộng với phase 5. Để sau quá trình tăng cơ, họ bắt đầu họ tiến qua power hoặc là strength gì đó, tùy theo cái bộ môn của họ. Bên cạnh đó họ giữ luôn cả cái phần 1, 2 lại, tiếp tục giữ. Rồi tiếp theo thì họ sẽ tập ở đây là 2, 2, 5 là endurance và power, và 1, 2, 5 power. Và xuyên suốt đây, từ đây đến cho đến cuối năm, liên tục kết hợp tập power để giữ cái liên kết thần kinh cho đến cái mùa giải chẳng hạn, để tập luyện. Thì họ chỉ mất có 2 cái tháng đầu tiên để xây dựng cái nền tảng chuyển động cho cái bộ môn đó và kỹ thuật để thực hiện. Và sau đó bắt đầu họ đi vào chi tiết và duy trì cái quá trình thăng bằng cơ thể cân bằng và ổn định đó. Rồi. Strength and movement, Chỗ này mấy bạn có hỏi gì không? Về cách viết chương trình, sắp xếp chương trình tập như vậy. Ai có thắc mắc gì không? Hello. Nói chung là em thấy cái chương trình này nó sắp xếp như này, cảm giác kiểu mang tính chất tham khảo. À, mang tính chất tham khảo hả? Vâng. À. Ok. Cũng đúng. Tại vì mỗi một cái chương trình học á, nó sẽ có một cái cách sắp xếp chương trình khác nhau hết nè. Thì chúng ta đọc nhiều cái, chúng ta học nhiều chương trình thì mình có thêm nhiều lựa chọn. Đây là một trong số đó, chứ không phải nó là luôn là cái đúng. Nên giống như cái bài resistance hôm trước á, học xong tất cả các option thì nói lại thì tập cái gì cũng đúng. À, nhưng mà cái mấu chốt ở đây là giải thích được tại sao mình tập như vậy. Tại sao chúng ta đang tập cái ví dụ phase 1 hoặc phase 2 hoặc phase 3, và chúng ta tập nó bao lâu. À, để có một cái chiến lược chẳng hạn. Mình không cần quá chi tiết giống vậy. Mình không cần quá chi tiết, nhưng mà mình làm một cái định hướng để cho mình, bản thân hoặc là cho khách hàng gì đó dễ hình dung. Khi họ dễ hình dung á, thì kiểu cái độ trust cũng ok hơn, và tập luyện với mình họ sẽ đỡ gọi là lo lắng hoang mang hơn. Ngoài cái đó còn thắc mắc gì nữa không mấy bạn? Bài về chương trình tập á, thì nó đến đây thôi là hết rồi. Thì các bạn bây giờ cảm thấy có thể viết một cái chương trình đơn giản cho mình tập được hay không? Sau khi xem cái này thì em nghĩ là nếu mà em viết chương trình ấy thì em sẽ kiểu như là bổ sung thêm các cái phần kiểu như là core với cả balance vào trong cùng buổi tập đấy. Tại vì thật ra là nhiều khi kiểu em tập đúng không? Ví dụ như là trong một cái buổi tập đấy của em kéo dài một tiếng, nhưng mà kiểu thường là em sẽ chỉ tập trung được khoảng tầm độ 20 phút thôi. Còn lại
20 đến 30 phút thôi, còn lại 30 phút còn lại thì kiểu em vẫn là tập kháng lực, nhưng mà em cảm nhận được rằng là kiểu kiểu như là khi kiểu cái mức độ tập trung của mình nó không còn được kiểu như kiểu như cái thời gian đấy nữa, thì em cảm giác là nó hơi bị phí một chút ấy. Nếu như mà nếu như mà em có tập thêm core thì cái lúc mà em tập core em sẽ tập trung tập core, sau đến lúc mà em xong phần core rồi thì em qua tập cái phần kháng lực chẳng hạn thì em sẽ kiểu tập trung hơn ý. Còn như em thấy em mà tập bây giờ thì kiểu như là đấy, nó thường chỉ có khoảng 30 phút là mình tập trung được thôi. Đúng rồi, kiểu như sau 30 phút là mình bị overload cái mà suy nghĩ của mình rồi. Nên cái phần còn lại nếu mà tiếp tục tập resistance nó sẽ không có ok cho lắm. Vâng, tức là kiểu như là cái thể lực của mình thì vẫn tiếp tục được, nhưng mà kiểu cái mức độ tập trung mình dành cho bài tập thì nó, hoặc là kiểu cứ tự gọi là mức độ sung của mình dành cho bài tập ấy thì nó còn được như trước nữa. Có thể kết hợp thêm những cách đó sao ta, có thể kết hợp những cái kiểu tập hoặc những cái phần tập khác nhau như core balance để cho nó tạo cái kích thích mới cho cơ thể. Ví dụ như em tập bài resistance xong thì em chuyển qua tập core. Tập core lúc này thì nó sẽ nhẹ hơn so với tập tạ, và lúc này mình dễ dàng tập trung vào cái chuyển động hơn. Mặc dù là nó tốn ít calo hơn nhưng mình vẫn cảm thấy được mình tập trung vào cái buổi tập mình hơn, và nó có ý nghĩa cho buổi tập hơn, hơn là so với việc mình tiếp tục tập những cái bài tạ khác. Còn ví dụ trường hợp của mình đi, mình tập để fix cái gối chụm của mình thì mình sẽ khởi động cũng SMR các thứ. Xong rồi nếu mà một buổi tập chân á, thì mình sẽ tập stabilization trước. Nếu mà đúng á, thì sẽ tập kiểu đó. Với single leg squat nè, rồi với squat đeo band ngay gối để cho kích hoạt cơ mông nè. Đó là những bài tập cần thiết, hoặc là glute flex, hip thrust gì đó với dây band để kích hoạt cơ mông để mở đầu gối ở hai bên. Đó. Thì đó là giai đoạn stabilization trong cùng một buổi tập luôn, để kích hoạt hệ thần kinh trước. Sau đó vô buổi tập chính thì mới là resistance thiên về mức tạ. Và mức tạ như thế nào thì sẽ tùy vào buổi đó cảm thấy là có thể tập được số rep nhiều hay ít, hoặc là số set nhiều hay ít. Đó, rồi cuối cùng mình sau cái phần strength đó mình mới chuyển sang tập hypertrophy, là tập những phần cơ cục bộ, những cái phần trên cơ thể, những cái phần nào mình muốn phát triển thêm về kích thước chẳng hạn thì mình sẽ tập như vậy. Thì đó là một buổi tập hoàn chỉnh và có khởi động, có từng phần, và nếu có thêm thời gian có thể add thêm phần core vào trước hoặc sau buổi tập, và sau đó SMR nghỉ đó. Thì nó tập đúng chắc khoảng 90 phút mới hết, hoặc là có thể 2 đến 3 tiếng. Thường á, chắc khoảng 2 tiếng trở lên mới đủ, nếu mà tập theo đúng như vậy, thứ tự như vậy. Và thật ra là tùy theo mục tiêu, tùy theo thời gian, tùy theo mọi thứ của mọi người mà chúng ta thiết kế một chương trình tập. Nhưng phải có lý do mà mình viết như vậy, phải có lý do mà mình đưa bài tập vào, phải có lý do mình chọn volume và intent như vậy. Thì cái ở đây mình cần đó là các bạn viết một chương trình tập và cho nó một cái lý do tại sao nó nằm ở đó. Ok. Thì buổi học hôm nay đến đây thôi. Và cái đó là bài tập. Bạn nào có hứng thú thì tham gia viết một tuần tập của mình, cho lý do số set, số rep, bài tập lựa chọn gì đó, lý do tại sao tập nó. Ok. Ok mọi người.